đang chạy xuống đây nha các bạn. Đây chủ ruộng nè các bạn ơi, đó đó, hai chồng chủ ruộng luôn đó ha. Cảnh anh em đang chắc lúa lên khổ đó nha các bạn. Đây bên đây là máy cắt nè các bạn ơi, 100 lẻ nha đó, máy này cũng mới nữa nha các bạn. Miếng đất này, miếng đất cũng rất là dài luôn nè. Đó tới đầu trên rồi đó. Đầu trên đó thì lúa nó đứng ha, đầu cái đây lúa nó cũng đứng luôn nhưng mà của nó xanh, đất nó lầy. Rồi sao rồi, uống nước hả? Đó, tiếp tục. Rồi bị gì à? Xuống máy rồi, bị gì? Bị mệt rồi. Chú vô ý đấy, đang tiếp tục chạy xuống đó nha các bạn. Miếng đất này thì lúa đứng ha, lúc trên đó đứng thì dưới đây lúa xanh, phân biệt ra rõ luôn á. Đó, cũng dưới đây xanh ha. Thì bây giờ máy cắt đang chạy vòng xuống nữa các bạn ơi, chuẩn bị tới cái sòng bơm nữa rồi nha.
cao không á trời. Chưa có cắt nữa nè các bạn. Trời, máy cắt lúa hoạt 102 rồi rồi nha các bạn. Chiếc này đang cắt cái miếng đất này, đất lung nữa nha. Xuống đầu dưới đây là bắt đầu đất lung rồi đó nha các bạn. Lúa của nó rất là xanh luôn nha. Bơm nước này ha, đây cái sòng bơm thì đây ha, khúc này xanh lại ha, ô cái gô lóc lóc nữa kìa.